quý trọng đồng tiền Ủa giờ trừ làm cũng có đó, có đồng mua đâu mà. anh em kiểu cứ nghĩ là mình có tiền thì chị cứ vay mượn nó kìa, để em kêu đến trường học mà trừ anh trả sự anh mượn thì họ học ai thành của đồng đơn giản hơn đúng chị, cứ ai cũng như là Hay em cũng khờ nè. vừa rồi á, vừa rồi tính là cho các cô gần út là học ở Đà Nẵng đi, thế sao em kêu không đi Sài Gòn hay đi về Vinh thì đi, chứ em không thích, em nói thẳng nó luôn chị, bởi vì đang ở đây là mình cũng phải lo bao nhiêu thứ nữa đúng Trời, không đó, lo cho con chứ trong sao khi đó là ông mà bà không có tiền, chị em kêu đi nhà không có tiền mà nó đi học đại học, trong lớp học đá nhà thì không có cửa để mà đi vô đây chỗ đi chỗ kia, biết rồi. Học phải họ có học suy gì nghĩ, mà bây phải giờ có phải cái có nghề có nghiệp đồ nữa đâu, là cái ông xong đó đi đi Nhật đó. trời hắn thôi bây giờ buồn, hắn về quê, bây giờ hắn về quê không có gì đó. chị đó là Cái giờ mình biết mình Về là em đã từng quê, nghe về kiểu quê như thôi thế à? ấy, ý là ông lương cũng Điều hoa hả? Là điều hoa này à, sắp cái ra gì trường ra công trường à, ý là bây giờ ông về Vinh nhá, mà bữa trước nhà kêu là đi Đài Loan làm lao động cái kia anh trải nghiệm được khôn nhá, thì hắn muốn ông đi hắn cứ ở nhà rất ăn đi chơi rất là chị, không muốn đi làm Tư duy không có, ờ ý là kiểu không muốn sự gọi là không muốn không những áp không lực á, không không muốn khổ đó, ờ không muốn xa nhà rồi sợ này kia rồi đó. ở với cha mẹ đồng đó, cha mẹ thì tiền có cứ nuôi có mấy con heo mấy con bò, nuôi đi làm ruộng mà đi làm không muốn làm đấy chị, thằng cu con ó rất là siêng, nó chịu khó cực mà mẹ cái chi làm nữa, còn ông mà em Nguyễn á, ông ăn nó kiểu đi chơi đấy chị, không có kiểu nói làm cái gì, không không làm là không làm, ông Chán gì. đi đi làm keo làm đồ á, là thằng thằng cháu là đi đi làm kiếm tiền mua điện thoại nhá, còn ông đi á, ông ở nhà ông xin anh chị đó, không đi làm không đi làm. Mấy đứa mà chịu khó sau này sẽ có. Còn thằng lớn về á, thằng cháu ó là con ó là về kêu nó đi Đài Loan, là ra Bắc Ninh nộp hồ sơ rồi, còn thằng ấy á ó với kêu là hai cậu cháu đi với nhau cho vui, cho có anh có em á, có cậu có cháu, hắn kêu em lớn rồi chị không phải lo, thế là ó kêu thôi từ đi mà đừng hỏi, thế là chị gái á, tính ra là ó là chị gái của hắn. Là chị ruột đó. Ừ, mà bày nhủ hắn mà hắn còn kiểu nói giống kiểu là lo dùng về nó thứ kìa, lo kiểu thôi Bởi chị nói gia đình có người này người kia đó. Hà áp lực lắm rồi. Chị biết mà. Chị cũng cái ngày đầu bị tiên á, cái chị. ngày đầu tiên mà em cưới xong chị em ngồi khóc luôn đó chị, cái tự nhiên em nhìn ngoài trời á em nghĩ đi, ngoài trời mưa đấy chứ, cưới xong 2 ngày là mưa mưa tầm tã luôn, tự nhiên em ngồi em nhớ nhà nhớ mẹ, sau thì em nghĩ cảnh đang là tự nhiên mình lấy chồng về đây mà chi gần nhà thì không chịu như kia thứ hết đấy Nè, đứa mà đó, nhàn cái gì, ước gì có người chồng như vậy. Nhìn đấy đứa tha nhàn nhìn nha. bên ngoài thì ai cũng nói với chị, họ đâu có hiểu bên trong đâu, Thôi chứ được. Nói chung á là Huệ cũng may mắn lắm luôn á. Ông Huệ là đúng may mắn luôn á. Hà là cô dọn hết luôn, dọn đường cho đi hết lo luôn. từ đầu đến cuối luôn á, lo cho cả 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 nhà luôn đấy chị. Thì ta nói là Hà khổ dữ sao. Mà tính bà Hà này là số khổ mà. Nhìn vô số ngộ nè. Nhìn Do mấy cho nhìn chứ. bữa ăn giờ hồi o vô thấy cũng tội, hồi o vô ông nói gì, ông nói với mẹ em ông kêu là hồi đó Trước mà nghe nói chị anh chị gì đó ở Sài Gòn bị cái nó nữa chứ. thì đó nhà chị là Nghe nữa mà là, muốn nhưng mà may đẻ ra cũng không có chi gì, không ảnh hưởng chi lắm, trường mà bị bại não ấy cho chị, không ấy là lợi dụng mất tiền đồ nữa kia mất kìa. mất chị Loan chơi mui chi mui mất chơi kiểu ăn kiểu cũng đứng bên ngoài đó chị, Tham đó, ừ kiểu không mấy cái này là hình như không phải là chơi chơi chứng khoán nhắm mày chị, chơi nữa. Người ta nói không kiểu nè, tham là em biết không, cái đó là nó lừa hết á. đoạn đầu Mấy đó cái đó là nó đưa nó dụ, mà nó dụ ghê lắm. Mà em biết không, ví dụ cái lòng tham trong mình nó cắn ghê lắm, mình tham lắm, chị tại biết vì mà, lòng tham con người là tham, đánh vô lòng tham. tính là hai như ri hai ông bà là mua được ổn đất ở ngoài ngoại rồi, tính là sáu năm tới xây nhà thì góp góp được 300 mấy, thứ là vừa cho ai mượn vàng họ mới trả xong luôn, thứ là kiểu chơi nó đến lời chứ kia, thì nó định 300 đến 500 hoặc 700 gì đó là có tiền xây nhà, ai người đánh phát mất hết luôn, mất hết còn một đồng luôn, xong
kiểu nhưng mà bà chị dâu của Huệ cũng kiểu bà đánh đá, bà cứ hổ báo á, bà người Thanh Hóa mà anh mình chứ, mà kiểu nói chi ông anh Huệ cũng hiền, ông ông Huệ cũng hiền đó. Sao chị Lâm biết đâu không, ông bao giờ vợ nạt nghiết lại chửi tùm lum thứ, nhưng mà từ ngày mất tiền xong là ông nói chi bà bệnh nghe. Từ ngày mất tiền xong là bà không có tiếng nói trong nhà nữa, là ông nói chi là bà phải nghe. Tại bà ở thiệt mà. Nhưng mà nói chung là nói chung Huệ gặp Hà là Huệ cũng là thuộc dạng ấy, may mắn cho ông chứ bộ. Tại vì Hà, cái gì cũng có phần Hà mà. Chứ mà ra Hà hay công sức. À, thấy giúp cái ai cũng dùng ngó vô đó, dùng ngó vô em mày lắm em, bởi đó chị không dám giúp ai nữa hết á. Chị cũng được, vừa rồi chị cũng giúp mấy chị cũng có xíu á, cái tự nhiên thành thói quen em kìa, cái chi họ cũng nghĩ tới mình hết trơn, cái mình bị mày. Tự nhiên nói chung mình trách nhiệm của mình á, tự nhiên thú quét mình làm thế mẹ thế ông thích cho đâu có thấy đâu, tưởng mưa giống như tiền trời rơi xuống. Giờ hồi em nhắc về luôn đó chị. Thấy là thấy mình sao? Thiệt đó. Thấy bà trộn một cái ai kiểu thương ai nói chung chị kiểu. Thế với Hà cũng nói chung là Hà thấy cũng vất vả rồi đó. Tính là cho chị xí bông nước muối. Tính ra bà Dung bà sướng vậy, sướng hơn Hà. Bà vô tư cực kỳ. Mà bà cứ, mà bà cũng giỏi nữa. Nhà em vậy thấy ai mà giỏi có thằng Luyện. Thằng Luyện không giỏi chị, mà chứ bắt nó đi thôi chị. Ông bà vô đi này, em biết hồi nhỏ đi học chị thể hiện tiếng Anh đó. Nhưng mà chị nói là liệu tại đang ngày xưa em học giỏi mà tự dưng em biết rằng mà tự nhiên em tụt dốc lắm. Anh kêu là ngày xưa bố mẹ cũng có tiền á, đi học cứ mỗi ngày toàn xin tiền là bố mẹ cứ nói kìa, kêu cho đi học một chút ngày xin tiền cứ la kiểu ông chán á, ông không học cái uống tại đang cả nhà học mà mình em không học cũng là do lỗi của em chứ, chứ một cái tội cho bố mẹ đó đi, cha mẹ không có tiền thì mình phải cố gắng mình kiếm tiền mình cha mẹ chứ, tự dưng cứ trách cha mẹ không có tiền. Mình nghĩ rằng bây giờ mình đi nuôi một người thôi mình thấy mệt răng rồi đấy, nuôi cả nhà 13 người cả ông bà nội tính là 13 người. Chị Hề gọi gì bàn lo độ hình đi đây. Ôi trời, mỗi lần ăn cơm không thôi là cái tiền không là tiền rồi. Chưa kể tiền học thì một đứa xin là bố chín đứa tung lại chín theo á kìa. Là cái sướng ngu đấy chị Loan ạ. Không chia nhau là cứ được ngày nhá. Cứ mỗi lần là mon men, ví dụ như em kêu bà Dung xin là em xin tiếp, cha cho con nữa. Cái thằng út là em lại cha cho con nữa. Tức là bị chửi cả đoán. Sợ ngày sau đi như lớn ra kìa. Mình ngẫm lại mà hồi đi xảy ra mình sợ bố cho. Còn em chạy lên trường xong cô kêu là bận đi bạn mua không được tiền học là cô bị đuổi học á, thế em chạy về chạy dưới trời nắng em chán chị như 500 mét ạ, chạy mai về nhà đứa sau chung ngõ khóc, nó mẹ em ra mẹ em thấy khóc thút thít á, em không biết sao khóc, nên cha cho con tiền được học cô kêu đuổi học vui nhỏ đúng rồi. Mẹ em lắm thủ. Hồi xưa là không có tiền mà cũng không có chị An luôn, lên trường vừa lên lớp 2 mẹ xỉu mẹ lên trường luôn, thôi từ đó là nghỉ học luôn.
không có đồ ăn, không có ăn luôn á. Thảm đến mức độ đó luôn à. Nó cái cảnh thật khổ của ông nội của mình nữa. Thiệt đi. Hồi xưa cha em muốn đi học đâu. Cha kêu con trai thì cho học lớp này. Cha kêu học lớp để cha người đi làm. Không biết nữa. Còn nữa không trời. Còn thì dùng không biết. Dùng thử đi rồi tính.